Thông tin ban đầu, vào tối ngày 6 tháng 5, Lê Minh Tuấn, 30 tuổi, quê Bình Phước, cùng bạn gái tên Tê, 23 tuổi, quê Sóc Trăng, đến thuê phòng trọ tại khách sạn trên đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Tại đây, cả hai xảy ra cãi vã. Nghe hai người lớn tiếng, nhân viên khách sạn lên kiểm tra, thì Tuấn đã khóa trái cửa rồi đe dọa giết chị Tê. Nhận được tin báo, công an đến nơi phá cửa phòng vào, thì chị Tê đã bị đâm nhiều nhát tử vong tại chỗ. Còn Tuấn cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra vụ việc.